Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem chiếc Honda BC125/2025 lộ diện tại thị trường Trung Quốc có mức giá ngang ngửa Vision. Cái chiếc BC luôn là cái tên hút được nhiều sự quan tâm của chúng tôi và ngay cả người tiêu dùng tại Việt Nam, bởi vì cái độ phổ biến của cái dòng xe này từ những năm 90. Mới đây một thông tin cực kỳ thú vị khi hãng Honda vừa chính thức bán mạng huyền thoại BC125/2025 tại thị trường Trung Quốc với một thiết kế cổ điển nhưng rất trẻ trung, đi kèm nhiều cái công nghệ hiện đại và mức giá bán cực kỳ hấp dẫn. Thiết kế của chiếc Honda BC125/2025 nó vừa mới ra mắt tại thị trường Trung Quốc, Hồ Chí Minh ngôn ngữ thiết kế khá mềm mại, đặc trưng là những cái đường bo tròn và kích tinh nghịch dành cho phái đẹp. Mặt trước được thiết kế nổi bật với cụm đèn LED tròn theo cái dạng 2 tầng, kết hợp cùng với cái phần đèn xi nhan phía trước tạo ra chiếc xe một cái tổng thể trẻ trung nhưng vẫn giữ được cái nét cổ điển như các hệ người tiền nhiệm. Phần đuôi xe cũng làm chúng ta gợi nhớ huyền thoại BC, thiết kế cái dạng là bầu dục, đi kèm chiếc xi nhan ở hai bên và được bao quanh bên ngoài bằng một cái viền chrome sáng bóng, mang đến một cái sự sang chảnh dành cho cái mẫu xe này. Honda BC125/2025 được trang bị cho mình đồng hồ LCD dạng tròn, mang cho mình phong cách cổ điển, phù hợp với phong cách tổng thể mà cái mẫu Taycan này đang hướng đến. Phiên bản cao cấp sẽ có thêm trang bị Smart Key, mang đến cái sự tiện lợi, bảo đảm an toàn hơn trong quá trình sử dụng. Về mặt kích thước, cái điểm mà tôi thích nhất ở cái chiếc BC125/2025 chính là xe vẫn giữ cho mình một cái thiết kế nhỏ gọn. Kích thước tổng thể gồm dài, rộng, cao lần lượt 1810 × 680 như 1090 mm, chiều dài cơ sở dựng ở mức 1246 mm, chiều cao yên giữ mức 735 mm và cái khoảng sáng gầm 133 mm, dung tích bình xăng 5,7 lít, cái trọng lượng đạt 190 gram. Những con số này giúp cho người lái dễ dàng xoay chở trong những cái con phố chật hẹp. Ngoài ra, cái chiếc BC125/2005 còn được trang bị cho mình lớp xe với kích thước trước sau lượt, phía trước 90x90x12, phía sau 100x90x10. Cả hai bánh tận dụng cho mình cái lớp không xăm đến từ là bias cùng chiếc phanh đĩa trước và phanh tăng chấm phía sau. Đặc biệt, phiên bản cao cấp sẽ được trang bị phanh ABS, mang đến cái sự an toàn cho người lái. Cái chiếc Honda BC125/2005 cũng sở hữu cho mình nhiều tính năng trang bị hấp dẫn như hệ thống khởi động dừng xe thông minh E-Stop, công nghệ khởi động ACG, cổng sạc TC và cái cốp siêu rộng rãi để được cái hiểm là bằng từ đầu. Về cái sự vận hành, theo những gì chúng tôi tìm hiểu được biết, Honda BC125/2005 được trang bị cho mình động cơ Xander 4 thì làm mát bằng không khí, dung tích thật 124cc. Khối động cơ này có khả năng sinh ra cái công suất cực đại là 9,38 lực, tại ngưỡng tua máy là 7.750 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 10 Nm, tại ngưỡng tua máy là 5.750 vòng trên phút. Mức tiêu hao nhiên liệu ở bên nhà máy công bố rơi vào khoảng là 1,87 lít cho 100 km. Mẫu xe này được lên kệ thị trường Trung Quốc với 3 phiên bản, gồm có phiên bản tiêu chuẩn với mức giá là 8.680 nhân tệ, đó ra tiền Việt nó tương đương khoảng 28 triệu đồng. Các phiên bản CBS với mức giá là 9.280 nhân tệ, đó ra tiền Việt nó tương đương là 30 triệu 200 ngàn đồng. Và phiên bản phanh ABS với mức giá là 10.180 nhân tệ, đó ra tiền Việt nó tương đương là 33 triệu 200 ngàn đồng. Nếu so với cái chiếc Honda Vision 2004 đang được bán chính hãng ở Việt Nam, thì giá của chiếc Honda BC125/2005 sẽ thấp hơn khi được trang bị cho mình cái động cơ mạnh mẽ hơn và nhiều trang bị hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy để tiếp nhớ like, share, subscribe.